Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feng. Hôm nay Feng được gia đình nhà bà Doán, hai người con mù là mời Feng là ăn nhà mới. Hôm nay bà có làm bữa cơm để mời anh em hàng xóm, đội thợ xây, đội anh em chở vật liệu đến đây ăn bữa cơm. Feng đến quay chia sẻ với các bác xem là hôm nay bà Doán là có món ăn gì. Đấy, mời mọi người. Chào chị nhá. Lúc nào cũng thấy ẩn nấp đây nhỉ. Lại rửa bát à? Vâng. Hôm nay có đông không? Mười mâm cơ à? Thế thì lấy... Nhưng mà có thịt đủ không? Mổ lợn à? Mổ chưa? Họ làm chín rồi à? Thế thì họ từ sớm nhỉ? Đấy. Chị đang không biết làm gì đây. Lần trước Feng vào cũng thấy đứng ở đây. Dạ vâng. Không đeo dép vào chị. Chào bà nhá. À dạ, hôm nay bà có cái quần áo đẹp thế nhờ. Hả? À đấy à. Để gọi cháu đi lên đằng trước xem. Hôm nay bà làm 70 mâm. À quên. Bà bao nhiêu cơm mâm? 8 cơm mâm. Bao nhiêu? 8 mâm à? Em mổ con lợn đấy à? 70 cân à? Dạ vâng. Là bao nhiêu có cân đâu, nhà mình à cân. Lợn nhà mình nên không cân nhỉ? Không cân đâu. Hôm nay đông đủ không bà? Đông đấy, chưa về đâu. Chưa về. Mấy giờ mới về bà? Bây giờ này? Bây giờ 8 giờ mới về. 8 giờ hơn 8 giờ. 11 giờ mới về, còn đi họp. À họp thôn à? Ừ, họp thôn. Cháu vừa bên nhà bác trưởng thôn, bác ấy cũng đi họp rồi. Ừ, đi họp chưa về mà. Nhưng mà sáng sớm bác sang đây rồi à? Có rồi. Sang thế bảo bác ấy sang ăn sáng, bác ấy xem vào bàn thờ. Thế sáng có thầy cúng vào làm bàn thờ rồi à? Có rồi. Dạ vâng. Vâng, để cháu đi về trước. Nhà bà Roán này là rực rỡ luôn các bác. Đông lắm. Ngôi nhà được anh Cường ở Thái Nguyên giúp 70 triệu với các bác, các mạnh thường quân khác nữa. Chào anh nhá. Vâng. Đây đang làm món gì đây? Làm cái món bí đây. Bí à? Canh bí với xương à? Anh xem nào. Anh cho em xem nào. Ui, nhiều quá nha. Ngoài này thời tiết lại nắng đấy chứ. Nóng, nhanh sôi. Đấy, không như ở vùng cao ví dụ nồi đun một ấm nước phải cả tiếng sau nó mới sôi. Đấy, thời tiết nó lạnh. Vâng, bên này là cái gì anh? Bên đây là chưa chưa xem cái gì ạ? Đâu anh. À thịt là xương xào. Đấy, sườn xào. Cho nó kỹ luôn đi. Này bà có con lợn của bà các bác. Đấy, phải xem bên này nữa. Bên này không có gì. Đồng lắm. Ui, nhiều thế nhỉ. Chào anh em nhé. Đây, thịt này là áp chao à? Còn cái này làm gì đây? Cũng giống nhau à? Đây vịt ấy à? Làm món gì đây? Vịt đi. Cũng áp chao. Cũng áp chao à? À là mình bóp gừng giềng các thứ là mình trong đó là mình cho để áp đúng không? Áp chao. Cái này luộc qua chưa? Luộc chín rồi à? À luộc chín xong lại xào lên nữa. Nay nấu cơm nấu bên ngoài các bác. Chào các bà nhá. Hôm nay có lá chuối giải ra để làm mâm với bà nhé. Cái này ăn xong mình ném luôn cả lá đi, đỡ phải rửa bát, đỡ rửa phải rửa mâm. Cho nó thân thiện với môi trường. Rồi. Đây thịt này các bác. Nhưng mà thịt chuẩn các bác là nó không có gọi là siêu lạc đâu, đấy, nó phải có tí mỡ này, đấy mới chuẩn đấy các bác này. Xem bảo các bác là cách chọn lợn là cũng nhiều lần rồi. Anh đổ cái nước này đi xong là bác này thái. Bác thái một miếng siêu to khổng lồ cho xem nào. À bác gì? Chắc là anh thôi nhỉ, chưa nhìn thấy mặt. Anh bao tuổi rồi anh? Trẻ. Bao nhiêu tuổi rồi? 41 tuổi rồi. 41 tuổi à? Đẹp dài nhỉ? Có người yêu chưa? Chưa. Ôi chưa có người yêu á? Chưa, đang có ba cháu à. À giời, thế nói làm gì? Tưởng ế. Yêu thì chưa có.
À, anh là anh em kiểu gì với nhà bà? Cháu. Cháu à? Cháu gì? Cháu rể à? Thế mà làm nhà chán thấy đâu cả. Chán thật đấy. Đi làm mới về. Đi làm về à? Con lợn 70 cân các bác. Ui, miếng thịt này ngon quá này. Chỗ này chắc chân giò này. Chân giò bắt giò. Anh thái miếng này em xem nào. Dạ vâng, em. Chào chị. Ai đây? Anh đâu? Người yêu đâu? Xong bảo tí anh sang đây nhá. À vâng vâng. Thật sự với các bác là làm cái nhà này là vợ chồng anh này là vất vả lắm. Chở bao nhiêu xi măng, cát, sỏi các thứ về nhà. À thế là ngày xưa là bố mẹ nuôi anh chồng mình đúng không? Thế bây giờ mình làm trả đúng không? À. Con mà thế cũng không có con trai người ta chỉ lấy đâu. Hôm nay là áo quần áo này là đẹp nhất rồi à? Không biết, đẹp nhất rồi. Chị đẹp cả về tính cách con người. Chứ không riêng gì mà đẹp về quần áo đâu. Đấy. Xong này các bác làm thức ăn khác hơn với ở các bác ở trên bản người Mông. Thái thịt là phải có găng tay. Đây. Thớt kia anh rửa sạch chưa? Rửa sạch cái thớt chưa? Thớt này bé bé rồi nhỉ? Đồng vùi quá các bác. Phèng thích nhất cái khoản thái thịt này, ngon. Hôm nay là làm Phèng nhìn sơ sơ là có món xương xào này, có thịt luộc này, có canh bí này, có thịt luộc này. Làm 8 đến 10 mâm. Thế cái nòng mề đâu hết rồi anh? Có làm gì không? Không có xào, xào với rau răm. À xào rau răm à? Chứ không ấy gì đâu đúng không? Không đúc lòng đúc điếc gì đâu đúng không? Gan ghiếc đâu hết rồi. Luộc hết rồi. Vâng vâng. Đúng rồi. Các bác này, miếng thịt quá ngon luôn. Phèng thích cái chỗ thịt này. Thịt này thì luộc phải nóng cơ nhỉ, đang luộc nóng lên phát là bỏ ra thịt thái. Làng nó không có mỡ như, không có nạc như lần lai kia. Vâng, cơ mình cơ thái ra là mình, lúc nó đang nóng ấy nhỉ, chấm với muối trắng. Úi dồi ôi, ngọt lịm luôn. Với lá chanh. Với lá chanh nhỉ, ngon tuyệt vời luôn. Đây. Thịt bản thì là chỉ có khoảng tầm được 3 phần là thịt nạc thôi, còn đâu... thịt mỡ ba chỉ với da bì, còn đâu thịt trên dưới xuôi các bác là thật siêu lạc, nó chỉ có lạc thôi, không thấy mỡ cả, phải không anh? Lần trước anh cũng vào làm siêu đầu bếp cũng tạm tạm à nè. Hôm trước quên chưa hỏi tên anh, tên là gì nhỉ? Anh Ngân à? Tên như tên con gái nhỉ? Anh có mấy con rồi? Đã có hai rồi. Hai đứa thôi à? Có đẻ nữa không? Ui, cũng bị quá. À, có 4 người cơ. Nhưng mà lấy vợ khác à? Thế làm sao? À, thế phải nói đủ chứ. Đấy. Chị vào đây, sao chị đứng ở đây làm gì ấy? Tuôn nước à? Ờ. À, nói chung là làm cái nhà này để rất là trân trọng các bác thợ xây. Đấy, giúp đủ mọi thứ luôn, những cái này cũng làm này. Đấy. Làm mái rồi bắn cái lưới B40 vào cho trẻ con thoải mái đi ra ngoài. Lòng tốt của em thì có một tí thôi, nghe chị nhờ. Đây là con gái nhờ. Đúng rồi. Hôm nay à cháu dâu à? Cháu dâu ở trong họ. À vâng vâng. À đây mới là chị này. Đấy. Chồng chị đâu? Chồng chị đâu rồi? Không về à? Hôm nay thần côn không về à? À hôm nọ thần côn lại bảo là tao hơn tuổi bố mày ấy. Nghe chán chưa nói nào. Còn mấy đoạn nói tục phèn phải cắt hết đi rồi. Chết thôi. Vào rồi chưa gì đã mày tao rồi. Ít tuổi gọi bằng chú bằng em thôi cũng được.
không được học đâu mà không được học. Em nói thật, đấy là nhà bà với ở nhà mọi người thôi, còn đâu nhà của anh đấy mà đến mà nói em thế, em xin chào tạm biệt luôn, không bao giờ gặp lại. À, cái này mọi người vẫn để lên cái mâm ấy chứ nhỉ, cắt tròn. À. Đây là nấu cơm, nấu ở đằng sau kìa. À. Mấy lần phen vào nhưng gặp chị là toàn phải đi làm thôi. Vợ anh Thiệu là toàn phải đi làm ở tận, chị là anh ấy thì loanh quanh ở nhà, nhưng mà chị đấy là toàn phải đi rừng đi lương thôi. Vất vả nhưng mà thương chị này thật. Cái lần mà con trâu ấy thương lắm nhưng không nói gì được. Hôm nay anh ấy có đến không? Hôm nay anh đến không? Cái anh em của bà hôm nay có đến không? À em của anh cứ Thiệu nhỉ? Có đến không? À kia à? À đây à, nó đứng đấy xấu hổ đấy nhỉ. À đây rồi. Ấy ui đây, luộc hết lên xong là anh em lại cho vào ấy các bác ạ, dán qua đây lòng gan để xào với mướp đắng. Sao người vẽ đầy mực lên đây này hả? Hả? Trước bé tắm không sạch. Tắm không sạch à? Ơi, đó. Anh lên đâu? Không được đâu, anh làm thế là không được. Lại còn thế nữa. Ông này không khác gì quê hầu. Bây giờ lại phải đi đón nữa. Ở tận đâu? Có xa không? Hai cây à? Được, được rồi, để đi đón ông Lện các bác. Khổ lắm. Ông tên là Lện, Lện công tử các bác. À, cháu chỉ thích ông Lện thôi. Nhưng mà cháu nói thật với bà ấy, làm ngôi nhà này cháu thì một phần thôi, nhưng mà bà cũng phải cảm ơn các anh thợ xây này cực kỳ nhiều. Bởi vì cháu nói thật với bà là anh ấy làm cả cái bán mái này đấy có 1,5 triệu, với cả anh ấy giúp bắn bao nhiêu thứ lưới 40 này, các cột kèo rồi bàn thờ bàn tiếc anh làm cho. Cháu còn chưa thấy anh nào lại tốt như anh này mấy ngày đâu ấy. Thế là muốn giới thiệu anh Lện cho cho chị Tèn này, Tèn chỉ chạy thôi. Tèn đâu rồi, Tèn đâu rồi anh? À thế à, vào trêu tí nào. À hôm nay làm bàn thờ mày, bàn thờ mày đẹp nhỉ. Đấy, đấy, đang mặt giờ hơi căng thẳng tí. Chào người đẹp. Hello người đẹp. Hôm nay dạo này không thấy cười nói nhỉ? Hả? Làm sao đấy? Xấu hổ à? Hả? Xấu hổ à? 20 cái quạt à? À ai căng thế nhỉ? Đâu? 20 cái quạt đâu? Đây đúng không? Đâu? Quạt đâu? À 20 cái à? 20 cái. Được, 20 cái là bao tiền nhỉ? Không bà, có bà đâu mà bà cho không. Bao nhiêu tiền nhỉ? Không biết rồi. Ôi giời, bao nhiêu tiền một cái? 10.000 một cái. Thế thì 2 cái này bao nhiêu cái? Bao nhiêu cái chỗ này? 20 cái à? Thế là 10.000 một cái à? À, hai cái trẻ con. Quân ơi, vào hộ anh tí em ơi. 20 cái này đúng không? Bao nhiêu tiền một cái? À, anh tính giỏi thế nhỉ? Bảo cho không này, bảo 200 này chết. Dạ, à đi mua quần áo à? Ờ à, đây 200. Quân này, hộ anh với, xem là có 200 đều. 200. Ăn cơm xong đi ba. Đi luôn thôi. Có không? Thế tôi vay của ông. Hả? Thế trả tôi cái này đây. Thế có mời không? Để con ăn. À đây. Không có tiền ấy nẻ hơn à? À 100. Đây. Chị này. Đây, từ từ. À.
Đây, đây tôi một tờ nữa. Đấy, đợt này bán được nhiều quạt quá nhỉ. Bảo đan đan chiếu mà. Ừ. Bảo là làm xong nhà là không mua quạt nữa. Ờ, làm hôm nay là kết thúc rồi, không mua nữa. Ừ. Rồi, chỗ này tờ này nhá. Đấy, 200.000 đấy. Phải không? Xem phải không? Xem phải không? Bao nhiêu đấy? Bao nhiêu? Phải tờ 200 không? Tờ này là... Phải không? Tờ này là tờ 1 triệu đấy. Đây nữa. Đây một, đấy là 100. Đây rồi. 200. Dạ. Đủ tiền mua quần áo rồi à? Một quần áo đẹp nhá. Nhưng mà hỏi thật, thích ông Lẹn không? Không. Ông đẹp được mà, đẹp trai gì nữa. Sao? Ông đẹp, ông đẹp được mà. Thế không thích. Sao không thích ông đẹp? Còn cá chê ông đẹp này. Ông đẹp biết đi làm thợ xây kiếm tiền giỏi mà. Nhưng mà họ Trương mà ông lấy được đâu. Làm sao? Họ cùng họ á? Cùng họ à? Không, họ Lẹn mới nói được. Nguyên. Nguyên đấy, họ Nguyên. Họ Nguyên với họ Nguyên á? Đâu mà không không phải anh em trong nhà đúng không bà? Đã được có gì đâu mà. Thế à? Đẹp trai lắm. Trai mà nói ông kiêng mà, kiêng. Ông ấy là thích chị lắm ấy. Thật mà ông cứ bảo phèng phèng làm nào giới thiệu cho chứ. Nói chạy khác mới được. Hả? Được rồi, chị ngồi đây để em đi đón ông Lẹn về đây. Thế ông giúp làm nhà không mời ông ăn cơm à? Hả? Mùng trường à. Để em đi ấy, em đi giúp gọi ông ấy về đây, để ông về ăn cơm. Ông ấy dỗi. Ông ấy bảo là chị không mời ông ấy, ông không về. À. Nha, để em đi gọi ông Lẹn nha. Làm sâu quạt 20 cái. Dạ. 20 cái này mình về bán, bà bán cho mình 10.000 một cái. Hả? Lần sau nhưng mà bây giờ phải cho ông Lẹn đấy đi ăn cơm mua tiếp. Hả? Cứ làm đi, làm được bao nhiêu lấy tiếp. Thế chị này bảo mẹ chị đi. Ở đây có ai mua quạt không nhỉ? Bán 15.000 cái. Các bác nào mua không? Hả? Chị nào mua ủng hộ cái quạt nhỉ? 15.000 cái. Không, không, không. Không ai mua nhỉ? Ai ai mua giúp một cái quạt này 15.000? Ê, cái bà này nữa, có tiền không? Ai mua không nhỉ? À, chị mua không? Không mang tiền à? Chị mua không? Ê, không tốt rồi, không phải người tốt rồi. Đây nào, 15.000 một cái. Đã, đắt thế à? Bà 5.000, bây giờ bán cho phép 100.000. À. Bây giờ em mua chỗ này là 200.000, em bán lại tất cả chỗ này 100.000, ai mua không? Mua 100.000, bán 100.000 bây giờ. Bán được 100.000 thì cho chị kia luôn, 100.000. Nào ai mua không? Hả? Không. Đó, không ai mua rồi. À, mua vừa mua 200.000 bây giờ bán lại 100.000 thôi, đỡ phải mang ra thành phố bán. Hả? Dạ. Đây các bạn. Đi đi đón ông Lẹn với em đi. À vâng. Có mũ không đội, nắng kệ. Lẹn. Nước đâu rồi? Nước đưa cho mẹ vào rồi. Bây giờ mới bỏ mũ ra đội. Vào nhà trời mát thì bắt đầu đội mũ. Đấy. Ui, đây có nồi cháo ngon chưa này?
phải cháo nhỉ? À không 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 phải. Cháo đấy đây nhỉ. Ai? Trời nắng thì để mũ ở đây, vào đến nhà trời mát thì đội lên đây, ông làm sao đây? Cất đi. À treo đây. À đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi, từ từ. Từ từ. Này. Chỗ này vừa mua 200 nghìn rồi. Bây giờ 200 nghìn. À, bây giờ bán lại 100 nghìn thôi. Mua không? Không. Thế đây, đây. Em bảo. Bây giờ bán. Bán rồi nhá. Đây, cho tiền vào cho chị 5. Vâng, cho chị 5. À, coi như là phe em bỏ tiền giúp. Đâu, chị 5 đâu rồi? Chị dâu đâu rồi? Chị dâu. Cho chị dâu. Chị gái đâu mà, chị dâu. Không, vợ bán quạt rồi. Kia kìa, cho chị kìa. Đó, cho chị 5 kìa. Vào đi, xấu hổ gì. Quần này đít hơi rúm tí. À, có nhìn thấy đâu, phải nói chứ. Anh ấy, anh đấy mua 100, mua cái quạt, mua hết 20 cái quạt kia, 100 nghìn này. À, cho chị nhá. Bán được quạt là cho chị tiền đấy. Vâng. Ồ, lên lên, tránh à, tránh à. Ồ. Đấy, vào đây rồi. Vào đây. Vào hỏi nào. Nóng cái gì mà nóng ấy. Đây, đây. Đây, đây cơ mà, ông cứ nhìn đi đâu kia kìa. Đó, kia kìa. Đến hỏi thăm sức khỏe tên. Trời ơi. Servin nó hoành tráng quá xem nào. Đây, 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 đây. Đi sang. Đi sang hỏi thăm chị tên. Năng phâu là gì hả chị? Chị bảo, đây ông bảo gì đấy? Nhìn hắn bẩn, hắn vừa đi cắt cỏ về mà, đấy. Nhưng mà hôm nay đẹp mà. Ui, đồng lắm các bác, để Phen sang gọi anh con trai. Đâu rồi em? Ông lại là vào trong kia. Đấy. Đấy. Các bác. Ngon thế nhỉ? Quá ngon luôn. Dùi cả nước miếng luôn. Đây có sườn xương xào này, đấy, với cả thịt luộc này. Đấy có cái món thịt các bác nhìn ngon chưa? Món này là áp chảo này. Đây là nòng mề này. Đấy là gan này. Còn cái này là vịt này các bác, nhưng mà vịt là luộc qua đúng không anh? Đấy, luộc qua xong là bắt đầu mình tẩm gia vị. Đấy, xong mình áp chảo. Đó, anh ngon chưa? Anh nhá, anh là người chia thịt nên anh chia không đều, là mọi người kiện anh đấy. Làm cẩn thận với nhá. Đang bị kiện này. Bát nhiều bát ít là kiện đấy. Để Phen sang đây gọi anh ấy. Anh Thiệu. Anh ở bên này. Anh đây là cũng. Chào anh nhá. Chào các chị nhá. Ông Thiệu đâu rồi? Ô thế không sang ăn cơm à? Ô thế đi thôi. Đâu? Ẩn nấp đâu kỹ thế nhỉ? Ẩn nấp đâu kỹ thế? À đây là đậu trên cao thế, mát không? Đây lên nhà anh. Nhà anh thì cũng một cái nhà sàn đơn sơ thôi. Đấy, cũng không có gì các bác. Đây đây cái đáng nhẽ chỗ này phải có cái lan can nữa. Anh ấy làm cái cây này để đi sờ vào. Sợ ngã. Đấy. Chào em nhá. À, con nhìn thấy ông đây mà chào. Con nhìn thấy gì không? Không. Thế các bác cứ bảo là nhìn thấy nhỉ. Nói thế. Mùa nóng các bác ạ, nên là trên nhà sàn mà lại mái bằng fibro xi măng này nó nóng. Sau này mình sang kia ăn cơm thôi. Vâng. Vâng. Mất ngày trước mình bà làm nhà mình cũng hai vợ chồng là vất vả, là chở bao nhiêu cát sỏi xi măng các thứ cũng có nói gì đâu, đúng không? Nay đến ngày hoàn thiện ngôi nhà mình phải sang ăn cơm chứ. Hôm nọ em xe về thanh tuyến kia cửa thì
anh chị cũng ở lại có 4 khách ở Lai Châu về chơi đi thăm. Lai Châu về. Anh em Lai Châu về thăm lâu ngày, anh nghe tên thì lâu lắm nhưng mà bây giờ tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy không? Hả? Tận mắt nhìn thấy có nhìn thấy không? Họ bảo là anh Thiệu thì tên thì lâu lắm, hiện tại lắm rồi nhưng mà anh không chưa nhìn thấy. Hôm nay mới hai anh em chở xe về. Đi từ Lai Châu về đây, đi xe máy. Lai Châu về, Lai Châu về. Họ Lai Châu về thăm mình và nhìn xem. Đi, thôi đi sang kia ăn cơm đi, mọi người sắp hết cơm rồi, đi. Đi. Đây uống cốc nước đã, đây. Vâng. Đi. Có chứ. Đi luôn thôi. Đấy để mà luôn đó. Ở kia có mấy quà cho nó nọ. Có. Đấy. Đi luôn này nhá. Vâng, đi sang đi anh em. Cháu ở bên nào hay làm cái gì ấy? Dạ. Phen làm linh tinh. Làm linh tinh thôi mà. Đi. Nói sao mà thành sỏi thế? Ô mình người kinh mà, mình nói chả giỏi à. Mình làm không ra gì đâu. Cảm ơn lòng tốt của anh Thê. Rất là nổi tiếng. Thế đi luôn đi. Vâng vâng, đây em sang mà. Em mà bây giờ không sang là mọi người nghỉ ăn cơm luôn. Nói về đón không là đi. Ấy, đúng rồi, vừa đi đó. Chị ơi, sang đi chị ơi. Đi. Phải, mình bên đón, em nó phải dê nữa, em là bên đón. Đi. À, đây rồi, người đẹp đây rồi. Người đẹp sáng nay live stream đang bắt cá ngoài ruộng à. Hả? Cái gì đây? Nói chẳng hiểu gì cả. À, ông không đưa được. À, sáng đang tới livestream đi bắt cá ngoài ruộng. Sáng sớm đã đi bắt cá rồi. Hôm qua. Hôm nọ về thì mấy anh cả Lai Châu lại về thăm mình. Lai Châu đây, hôm nọ mà thấy toán cửa đây. Ấy rồi rồi đi, toán lên vấp này. Này dạo này không có mấy bãi ướt trâu đâu để test thử xem ông này mù thật hay mù giả. Toàn đi bằng cảm tính Úi giời ơi, tí này phi vào chuồng vịt đấy. Cái này cứ sờ vào tường là đi được rồi. Bên này đang sơn bê tông nó. Sơn bê tông vào. Quên không gọi rồi. Nào, đi nhanh lên. Úi độc quá. Có à, kia mà. Bơ bơ đấy nha. Nó hơn nửa đấy. Ừ, nhắm mắt. Ừ, nửa đấy đấy. Cái gì? À, vẫn tung bên nó còn rõ. Lên nhà anh nhỉ? Ừ. Có. Vâng. Nhà có mông gì chưa? Mang lên trên kia 1 2 mâm đi. 2 3 4 mâm cũng được đấy. Vâng. Tăng nhiều cũng được. Ở đây không đủ. Đây được bao nhiêu mâm rồi ạ? 6 mâm là chật rồi nhỉ, cả trong phòng rồi em. Vâng. Đông vui quá. À đây rồi. Tèn đây. Lẹn đây. Anh nền đâu? Lẹn đâu rồi? Ấy. Lấy anh nền để mua áo cưới cho nha. Lẹn vừa mua 2 chai Coca về đây rồi. Ấy. Hả? Nhưng mà mua 2 chai Coca về cho Tèn mà. Dạ vâng vâng ạ, vâng. Cứ phớt cờ thôi. Nếu mà không đủ thì mang bên kia. Đây. Ông đi dẫm cả vào chân. Vâng, đây vào đây. Ông đấy là anh cả. Ông Thiệu, vâng. Vâng. Dạ vâng ạ. Vâng, bây giờ bà cho ngồi đâu hay ở đâu như nào vào thôi. Vâng. Nè. Vâng. Ở đây. Dạ vâng. Ông lẹn đâu rồi? Lẹn mất đâu rồi? Ăn mất tích rồi. Đây. Đây. Đây cho lẹn ngồi đây. Ngồi đây. Không. Lẹn ngồi đây. Không, chị.
Không, ông Lẹn phải ngồi không. Ông Lẹn về đây em. Không, ông Lẹn em. Em ngồi đây. Đấy, Lẹn ngồi, ngồi đây. Dẫn bà Toàn về đây. Dẫn bà Toàn về ngồi chỗ này. Đấy. Không, em ngồi đây rồi mà. Mọi người vào đi. Các chị vào đi ngồi đi. Em ngồi đây không có gì không? À. Ôi trời ơi, thôi thế. Công chúa dỗi thì kệ công chúa. Vào đây. Này. Đấy. 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 Mời các chị vào đi. Đẹp rồi. Đấy, 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 đấy. Đấy, rồi, rồi. Đấy, đấy. Ai, ai, phải thế nhỉ? Long vừa hoàn á. Các chị ngồi đi, ngồi đi. Bao đi, bao đi. Em không biết được Lẹn để đâu. Chị ngồi đây. Chị à, chị. Đấy, chị ngồi đây. Chị ngồi đây đi. Chị ngồi đây đi. Các chị ngồi đây. Đấy, chị về đây. À, chị Năm về đây. Không, chị ai đứng đây. Nào, giờ ra đầu chị về đây. Năm, chị Năm ngồi đây. Vâng. Này thật sự với các bác là khai trương nhà của mọi người ấy thì là Phan thấy là hôm nay đến thời điểm hiện tại là vui nhất rồi, đang ở đây là vui vui nhất luôn. Là được cả Châu lẫn nghe. Đấy. Anh ơi, anh ngồi đây đi. Anh ngồi đây. Ngồi trên này đi. Bà ơi, bà mời mọi người vào ổn định vị trí đi. Ở trong mâm các thứ kia kìa. Bà cho mọi người ngồi hết đi đang. Dạ vâng. Nhưng mà chị ơi, chị là con dâu à? Phải không nhỉ? Hay là cháu nhỉ? Cháu. Chị này hôm trước thì xe phủ xe đây này. À. hôm nay sinh hơn. Hôm nay sinh hơn không nhận ra. Vợ của anh được. Vợ của anh được. Vợ còn xếp được. À, đấy đúng rồi. Nhìn nữa, mình bảo bà này hôm nay sao nhìn lạ thế nhở. Chị này nhìn thanh thoát, mặt có cái gương mặt trái xoan, nhìn rất là xinh. Chị ơi vào đi chị ơi. Vào đi chị ơi. Cảm ơn con chó nha. Vâng, bà thế bà ngồi bà phất cờ đi. Bà mời mọi người vào đi. Bà ơi. Bảo mọi người vào trong kia nữa đi. Vâng, chị ngồi đi, chị ngồi đây, ngồi đây. Hả? Không, chị không phải làm việc nữa, ngồi đây đi. Mời ăn cơm đi. Đấy, chị còn bảo chị còn đi làm việc gì nữa. Anh ngồi dịch về đây. Anh cứ ngồi dịch về. Đây, anh ngồi dịch về đây. Đây cho Phèng Phèng. Ờ rồi. Dạ vâng ạ. Chị ngồi đi. À. Phèn là xin được đặc cách ăn cơm với cả uống coca. À, đây. À. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mâm. 8 mâm cơm ngon. Đồng vui. À. Nói chung là ngôi nhà đầu này là thật sự với các bác là đây anh này là anh ông chủ quán bia đây, là anh ấy cũng giới thiệu. Dạ vâng ạ. Dạ anh là cháu hay là con nhỉ? À cháu, vâng ạ. Cháu trong họ, vâng. Tại không chưa được. Thế thì anh ơi anh sắp xếp mọi người nhá, vào hết nhá. Anh sắp xếp mọi người vào mâm hết nhá. Không phải có người ở ngoài. Kiểu bên kia. Vâng. Ok. Đồ ăn ngon quá các bác này. Đấy. Có mùa này là đậu là mát này. Chị ơi, chị ngồi đi chị. Hả? Chị ngồi đi.
Đâu rồi? Đây. Mọi người. À, đấy luôn. À, có rồi. Ông tí lái xe cho tôi nhá. Ông ra xe phải uống rượu đấy. Có à, hôm nay không. Uống nước ngọt. Nước ngọt đấy. Với tài xế rồi còn. Không, mỗi thằng này một đoạn. Hôm qua đi uống bia ở ngoài đấy cả ngày, tối chiều mới về mà. Anh á? Thế chẳng có em gì cả. À mà hôm qua không ở nhà. À. Ở kia vẫn còn mấy anh em nữa, nhưng mà đang sắp xếp ở trên bên trên các bác. Vâng. Đông vui. Đây ngôi nhà các bác rất là đẹp. Đấy, hôm nay bàn thờ vào rực rỡ nhá. Đấy. Còn con cháu trong gia đình thôi. Nào thế thôi mọi người. Anh ơi, ai có rượu, ai có nước ngọt thì mình uống đi. Nào anh, mời anh nhé. Vâng. Nào, lẹn nào. Chị Tuyền à, năm nào đưa, lấy cho chị. chị đây là chị dâu của đã à, đúng à, đúng rồi, em gái nhỉ, đúng rồi, đúng rồi, em gái của ông Nền, đúng rồi, chính xác, chị dâu à, à uống nào, cái cả bản nữa, ai cũng tán thành, mời chị nhá. Nào. À, lên tập báo bước trong bước lớp này em với nhau rồi em. Vâng, rồi lên ngồi với nhau nó. Vâng. Ba ngồi đây đi, chị. À. Mời các bác nhá. Rồi. Đây, anh cầm đũa đi. Dạ vâng ạ. Mình được cái đũa nó kiểu gì nhỉ? Không thôi, không sao đâu mà, nó trong cái túi này rồi mà. Rồi, anh ơi, em mời anh ăn cơm nhá. Mời mọi người ăn cơm nhá. Bà ăn cơm bà ơi. Vâng. Bà ngồi ăn cơm đi. Vâng. À, phải mời các bạn ăn cơm anh nhá. À, xem nào. Đấy các bác thịt ngon lắm. Bảo sao mà phèng phèng cứ mũm mĩm béo đây này. Thịt lướng này các bác này. Chị ăn đi. Vâng. Chị ăn đi chị ơi. Đâu em gắp cho chị một miếng nào. Đấy, à. Miếng này. Chị giúp em. Em lấy một. Đây. Dạ, đây. À đây cho em. À đây đây chị. Đây. Cho em. Bắt đầu kiểu món ăn cái này. Em cuốn này. Chú gắp cho này. Thịt này nó tuy nó mình chia trước, chia thịt này trước này. Đây thịt nó này nhỉ. cho cái đầu. Đây tí anh ăn gì anh ăn đấy rồi anh không dùng làm gì em để anh gắp cho em cái đi đấy công tử vui quá các bác, anh ấy cho mình cái đầu các bác. Đây nhưng mà ăn đậu mát nhỉ, mùa này vâng mùa này ăn đậu anh khác làm đó. Anh làm á? À thế à, anh giỏi nhỉ. Lúc buồn tỏ hát giá quá lúc bỏ mẹ anh có thời gian làm em cho anh cho họ làm à, đây đây mang về à, dạ cho bà cả ơn lâu cho cả em lắm này, không có cái gì à. Cho em không dạ cái mình dạ vâng em rất là quý chị đây, chị ăn cơm đi, về ăn cơm đi nhá, về ăn cơm bấn tông lâu bấn
đắp cho chị này à. Xấu hổ. Không biết. À. Nó hàm ăn hai đây. Đấy, nếu mày. Cơm nhà bà ngon quá, hôm nay có cái món nếp này. Gạo nếp này ngon lắm các bác. Con ăn rồi. Bà ơi, con ăn cơm xong rồi, bây giờ con phải đi có việc. Bây giờ con không ở lại với bà được nữa. Con đi về đây, nhá. Em đi về đây. À, cho đi ê tô cho sợ gì lắng. Tí đi về à. Ở đây nha. Hả? Dạ vâng. Tí lẳng cháu lại về nha. À về. Vẫn còn bảo là về. Ok được rồi. Cứ làm đi nha. Ăn cơm đi. Em đi về đây nha. À, chào nhá. Em đi về đây. Vâng. Ôi chào mấy anh nhá, em đi về đây, em về trước em. Em bắt tay. Ừ nhá. Vâng. Vâng. Đây. Anh cứ ngồi đi. Anh ở tí đưa anh Lệ về mời nhá. Em đi về trước em. Anh rượu em. Để hôm khác em sang nhà anh. Hôm nay vui quá mà uống mấy chén rượu em phải đi về trước em. Ừ nhá. Vâng vâng. Rồi chào các bác bên đấy nhá. Cháu ơi về trước. Rồi. Vâng. Rồi, để hôm khác nhá. Rồi chào các bác nhá. Đây có các bác, dạ vâng, em nọ mà phèn đưa 1.800.000 mua cái chạn bát đây các bác, đấy, đây bát đũa xong rồi để đây cho sạch sẽ này, đấy. Mà bây giờ không để linh tinh nữa, bên này để gạo lúa này, đấy, nấu cơm ở bên này rồi đây, đấy, nhà tắm nhà vệ sinh bên kia, thôi cháu về nhá, đi về em ơi, thôi đi về đi, dạ thôi em xin phép em về trước đây, dạ thôi chị. Rồi chị vất vả đón khách một tí nhá. Mọi người là đến sau đấy nhá. Rồi em đi về đây. Thế chào chị tí. Dạ. Chị đi cùng em một tí. Đi cùng em làm gì? Không, không có việc gì cả. Không. Đi trên nhà chị một tí. Dạ. Đi trên nhà chị một tí. Không, để hôm khác, để hôm khác em lên. Hôm khác em lên, chị cứ đi vào đỡ vất vả nhá. Chị cứ ấy đi, hôm khác vất vả nhá. Rồi đi về đi. Vâng. Cái gì đây? Dừng lại đã. Chị ơi, chị quay ở đây. Không. Nếu mà chị làm như thế lần sau em không bao giờ đến nữa. Em nói luôn cho chị biết như thế. Chị mang về đây. Chị mang về đây cho em. Chị mang về đây. Không được. Chị chưa hiểu tính em. Chị không thể hiểu được tính của em. Em không là những cái con người như thế được. Chị mang về đây. Đây thịt này, rượu này, không được. Bảo về đây. Chị để vào đây. Để. Em không phải là cái con người đấy, rượu thịt này không. Không, không, để đây, để bà, để mọi người nhá. Này nhá, chị mà đưa cho em là em đi về lần sau không bao giờ tới đâu ấy. Rồi nhá. Vâng. Rồi. Em đi về đây nhá. Chị. Thôi em đi về đây. Nhá, mọi người vui vẻ nhá. Không phải em là người ấy, kể cả ai cho em bất cứ một cái gì bằng kể cả một quà nhá, kể cả là những cái đơn giản, em không bao giờ em lấy của ai cái gì cả, đừng có làm thế. Em đi về đây. Không phải là em chê nhá, nhưng mà em chưa từng lấy của ai cái gì cả, cho dù em đến giúp người ta nhưng chưa bao giờ em lấy của ai, bất kể ai em cũng không bao giờ lấy cái gì cả. Nhưng mà em chưa bao giờ lấy của ai một cái gì cả, nên là không được làm như thế nhá. Em đi về đây. Không được, không phải đấy nha. Đây này, mang quạt về bán. Thôi em đi về đây. Thôi em chào nhá. Video của Feng Feng chia sẻ với các bác đến đây cũng xin được kết thúc. Xin được cảm ơn rất là nhiều đến quý khán giả, các bác, các mạnh thường quân, đặc biệt là bác Cường đã giúp cho gia đình một ngôi nhà, đến thời điểm hiện tại là hoàn thành 100% ngôi nhà rồi. Quân này còn 3 triệu nữa, hôm nào Feng xem giường chiếu hay như nào thì Feng sẽ mua về để cho gia đình. Một lần nữa Feng xin được trân trọng cảm ơn các bác, cũng mong là các bác đồng hành cùng Feng trên con đường thiện nguyện, giúp những bà con nghèo trên vùng cao có những bữa cơm, có thịt, những cái ngôi nhà tình nghĩa tình thương. Video của Feng đến đây xin được kết thúc. Feng xin chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.